Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay sẽ là một chiếc video mà các bạn đang cực kỳ mong đợi. Và với cá nhân mình thì mình cũng rất là tâm huyết vào chiếc video này, lên mạng tìm kiếm những cái thông tin thật là chính xác để mong mang đến cho các bạn một cái nội dung thật là hay và hấp dẫn và bổ ích nữa. Vâng, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết về top những cây vật cầu lông đã từng đồng hành cùng với huyền thoại Lee Chong Wei. Và trước khi đi vào nội dung chính thì mình xin bật mí cho các bạn là trước đây mình và Hà Thảo có chia sẻ về huyền thoại Lee Chong Wei rồi. Trong đó là bao gồm sự nghiệp thi đấu nè, thành tích nổi bật cùng với cuộc đời bên lề của huyền thoại Lee Chong Wei rất là chi tiết và tỉ mỉ luôn. Nên chính vì vậy trong clip ngày hôm nay mình sẽ nói về là Lee Chong Wei đã đánh cây vật cầu lông gì qua các năm, cùng với đó là khi mà sử dụng cây vật này là đạt được những cái thành tích nổi bật nào nha. Đầu tiên là từ năm 2002 đến năm 2004 thì Lee Chong Wei sử dụng cho mình đó chính là cây vợt Yonex Nano Speed 9009. Thì lúc này là anh ta mới bắt đầu làm quen ở trên đấu trường thế giới nên là đang cọ sát, và cho đến tận năm 2004 thì Lee Chong Wei mới đạt được một cái danh hiệu rất là đáng tự hào luôn, đó chính là vô địch giải Malaysia Open ngay tại trên sân nhà của mình. Tiếp theo, vào năm 2005 thì Lee Chong Wei sử dụng cho mình cây vợt Yonex Muscle Power 88. Thì khi mà đánh cây vợt này là lần đầu tiên anh ta tiến sâu vào giải vô địch thế giới nha, và giành được 8 huy chương đồng sau khi mà để thua được kim vô địch của giải, đó chính là Taufik Hidayat ở trận bán kết. Kế tiếp sang năm 2006 thì Lee Chong Wei chuyển sang đánh cây vợt Yonex Nano Speed 8000. Thì đặc biệt có một cái sự kiện lịch sử đã xảy ra, đó chính là Lee Chong Wei đã có một cái pha lật kèo không thể tưởng tượng nổi luôn. Là anh ta bị dẫn trước ở set 3 đó chính là 13-20, nhưng mà sau đó Lee Chong Wei đã chơi điềm tĩnh lại và anh ta bật giành chiến thắng lại là 23-21. Mà điều đáng nói ở đây là anh ta giành chiến thắng trước Lin Dan, và càng đặc biệt hơn nữa là anh ta giành chiến thắng tại giải Malaysia Open ngay tại trên sân nhà của mình luôn. Thì cái trận đấu lịch sử này cũng được cho vào bộ phim kể về huyền thoại Lee Chong Wei ha. Và ngoài ra trong năm 2006 thì Lee Chong Wei cũng vươn lên ngôi vị số 1 thế giới ở trên bảng xếp hạng luôn. Bước sang 2007 thì Lee Chong Wei sử dụng Yonex Nano Speed 9000X. Thì anh ta đánh chiến thắng rất là nhiều cái giải lớn, nhưng mà bù lại là để thua tại giải Malaysia Open cùng với giải vô địch thế giới. Đến đầu năm 2008 thì Lee Chong Wei chuyển sang đánh cây vợt Yonex Amotech 700 New phiên bản trắng đỏ. Thì khi mà dùng cây vợt này, Lee Chong Wei tiếp tục một lần nữa đăng quang ngôi vô địch Malaysia Open, thì đây là lần thứ tư nha. Tiếp theo, từ cuối 2008 đến đầu 2009 thì Lee Chong Wei chuyển sang đánh cây vợt Yonex Amotech 900 Power. Thì các bạn biết rồi, trong năm 2008 thì Lee Chong Wei đã giành được 8 huy chương bạc Olympic sau khi mà để thua Lin Dan. Kế tiếp là cuối năm 2009 thì Lee Chong Wei chuyển sang đánh cây vợt rất là hot lúc bấy giờ luôn, đó chính là Yonex Asaber Yesilat. Nhưng mà đánh cái cây vợt này, Lee Chong Wei đánh không thành công các bạn. Điển hình đó là tại giải Japan Open, anh ta để thua từ rất là sớm. Bước sang năm 2010 thì Lee Chong Wei sử dụng Yonex Amotech 900 Power PCL màu vàng. Thì khi mà đánh cây vợt này lần đầu tiên Lee Chong Wei đăng quang ngôi vô địch Olympic. Olympic là cái giải đấu danh giá và lâu đời nhất ở trên thế giới luôn. Khi mà vận động viên họ vô địch thì họ sẽ được khắc tên của mình ở trên chiếc cúp, lưu giữ lại rất là đáng để tự hào nha. Tiếp đến năm 2011 thì Lee Chong Wei đánh cái cây vợt hầu như những cái vận động viên lúc bấy giờ nào cũng sử dụng, đó chính là Yonex Full 980. Thì khi mà đánh cái cây vợt này, Lee Chong Wei rất là thành công luôn. Thứ nhất là anh ta bảo vệ thành công cái chiếc vô địch Olympic của mình trước Lin Dan, và thứ hai là anh ta đăng quang ngôi vô địch Malaysia Open ngay tại trên sân nhà của mình lần thứ 7 nha. Cột mốc năm 2012 đánh dấu cái sự chín mùi của huyền thoại Lee Chong Wei, đó chính là anh ta đánh ở trên đấu trường thế giới hầu như anh ta hủy diệt hết tất cả các vận động viên luôn. Thì trong năm 2012 này Lee Chong Wei vô địch hầu như rất là nhiều cái giải đấu nha, nhưng mà điều đáng tiếc đã xảy ra thì Lee Chong Wei tiếp tục một lần nữa để thua trước huyền thoại Lin Dan ở trận chung kết kỳ Olympic London 2012, và Lee Chong Wei tiếp tục mang về cho mình cái tấm huy chương bạc rất là đáng tiếc luôn. Và cái trận đấu Olympic London 2012 trận chung kết này là một cái trận đấu mang tính lịch sử các bạn, trận đấu cực kỳ hay ở nội dung đơn nam.
Đến năm 2013 thì Lee Chong Wei quay trở lại với Yonex Volchek Z1-1. Thì khi đánh kèo vật này, Lee Chong Wei vô địch rất là nhiều cái giải đấu lớn ở trên thế giới. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến là vô địch cái chức Malaysia Open lần thứ 9 ở trên sân nhà của mình. Rất là đáng tự hào luôn. Và càng đặc biệt hơn nữa là cuối năm, Lee Chong Wei đã vô địch cái giải đấu tổng kết cuối năm, đó chính là Super Series Final. Tiếp theo là sang năm 2014 thì một cái siêu phẩm vợt rất là hot được ra mắt, tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn hot luôn, đó chính là Yonex Volchek Z1-2. Thì Lee Chong Wei cũng đánh cái cây vợt này ở thời gian đầu năm. Tiếp đó là đến cái thời gian cuối năm á, thì nhà Yonex có thiết kế ra một cái sản phẩm vợt dành riêng cho Lee Chong Wei, đó chính là Yonex Volchek Z1-2 Lee Chong Wei, cái phiên bản màu hồng nha. Thì khi mà sử dụng hai cái siêu phẩm vợt này á, Lee Chong Wei đã đạt được rất là nhiều cái chức vô địch, trong đó nổi bật nhất phải kể đến đó chính là vô địch Malaysia Open lần thứ 10 nè, vô địch England lần thứ 3 nè, và vô địch Japan Open lần thứ 5 nè. Kế tiếp, bước sang năm 2015 thì cái dòng vợt mới của nhà Yonex vừa được cho ra mắt, đó chính là Dura với hai mặt rất là nổi bật ha. Thì Lee Chong Wei đánh cho mình cây vợt Yonex Dura 10, bản thứ nhất là bản màu đen xanh lá phối cam. Thì khi mà đánh cái cây vợt này nè, lần đầu tiên Lee Chong Wei đăng quang ngôi vô địch China Open là tại Trung Quốc nha. Thì qua đây giúp anh đạt được là cái vận động viên đơn nam đầu tiên trên thế giới giành được tất cả cái danh hiệu Super Series. Bước sang giai đoạn từ 2016 đến đầu 2017 thì nhà Yonex có cho sản xuất ra một cái siêu phẩm vợt dành riêng cho Lee Chong Wei, đó chính là Yonex Dura 10 Lee Chong Wei bản 1. Thì cái bản này có màu xanh dương, phối đỏ và trắng các bạn. Đó, thì các bạn biết rồi, trong năm 2016 là kỳ Olympic Rio được diễn ra, và tại trận bán kết thì cảm xúc của Lee Chong Wei đã vỡ òa khi mà anh ta đã đánh bại đó chính là Lin Dan các bạn, cái đối thủ truyền kiếp của anh ta luôn. Nhưng mà quá là buồn luôn, đó chính là tại trận chung kết thì Lee Chong Wei đã để thua trước Chen Long các bạn. Rất là đáng tiếc. Và qua đó thì Lee Chong Wei tiếp tục một lần nữa là mang về cái tấm huy chương bạc Olympic lần thứ 3 trong cái sự nghiệp thi đấu của mình luôn. Tiếp theo, vào cuối 2017 thì Lee Chong Wei chuyển sang đánh Yonex Dura 10 bản 2. Thì cái bản này có màu đen, phối xanh dương và cam các bạn. Nhưng mà Lee Chong Wei đánh cây vợt này á, là không hợp các bạn, là trong cuối năm 2017 thì không đạt được bất kỳ một cái danh hiệu nổi bật nào trên thế giới nha, toàn để thua thôi. Nên chính vì vậy, bước sang năm 2018 đến tận cái lúc mà Lee Chong Wei thông báo giải nghệ luôn á, thì anh ta quay trở lại với cái siêu phẩm Yonex Dura 10 Lee Chong Wei bản 1 nha. Thì khi mà anh ta sử dụng cái cây vợt này nè, đã để lại một cái trận đấu rất là đẳng cấp với cái tay vợt rất là hot lúc bấy giờ luôn, đó chính là Kento Momota, và anh ta giành chiến thắng đánh bại Kento Momota ngay tại trên sân nhà của mình, đó chính là giải Malaysia Open. Ấn định Lee Chong Wei là cái người đầu tiên vô địch 12 giải đấu ngay tại trên sân nhà của mình nha. Không còn từ gì để nói luôn các bạn, quá đẳng cấp luôn đó. Thì qua cái giai đoạn này thì Lee Chong Wei bắt đầu là thi đấu đi xuống các bạn. Và sau một cái thời gian thì anh ta thông báo với tất cả mọi người là anh ta có vấn đề về mũi, và sau khi xét nghiệm thì anh ta biết mình là bị ung thư ở mũi các bạn. Và sau đó thì Lee Chong Wei đã có một cái bài chia sẻ rất là buồn với mọi người. Anh ta muốn tham dự một cái kỳ Olympic 2020 nhưng mà bị chấn thương rồi, nhưng là anh ta phải gác lại cái ước mơ đó của mình và điều trị chấn thương các bạn ơi. Qua đó là kết thúc một cái sự nghiệp thi đấu vĩ đại của một huyền thoại nha. Chưa hết, đừng vội tắt. Thì sau cái giai đoạn Lee Chong Wei giải nghệ thì nhà Yonex họ thấy Lee Chong Wei là một cái vận động viên thi đấu rất là xuất sắc nè đó, và nhằm để tôn vinh những cái thành tích nổi bật mà Lee Chong Wei đã gắn bó với nhà Yonex. Thì các bạn biết rồi, Lee Chong Wei là đánh từ cái lúc mà mới bắt đầu thi đấu cho tới tận cái lúc giải nghệ luôn là đều đánh vợt Yonex hết các bạn nha. Đó, nên chính vì vậy nhà Yonex họ đã cho sản xuất ra một cái siêu phẩm vợt, đó chính là Yonex Astro 99 Lee Chong Wei. Cái cây vợt rất là hot ở trên thị trường luôn. Cây vợt này mình nghe rất là nhiều người nói cầm qua đánh được, khen cực kỳ ngon. Đó, cây vợt này hiện tại là còn rất là hot, và nếu mà ai còn sở hữu cây vợt này á, bán lại là giá ở trên tít trên mây luôn. Đẳng cấp. Ngoài ra mình có một cái thắc mắc này nữa, mình muốn hỏi các bạn là mình có thấy là nhà Yonex họ có cho làm ra một cái cây vợt, đó chính là Yonex Dura 10 Lee Chong Wei bản thứ 2, là cái bản màu bạc phối xanh dương với đen á, nhưng mà mình tìm các cái giải đấu và mình có theo dõi rất là kỹ luôn thì mình không thấy Lee Chong Wei đánh qua cái cây vợt này lần nào hết trơn á. Nếu mà các bạn biết Lee Chong Wei đánh qua cây vợt này ở giải nào á, thì nhớ comment cho mình cùng mọi người biết thêm nha. Thật sự thông tin này mình tìm rất là kỹ luôn nhưng mà mình không thấy, nhưng mà mình thấy là có cái cây vợt này. Mình còn biết thêm một cái thông tin vô cùng nổi bật nữa, đó chính là tại cái sự kiện Mid-Match Legend Vision 2023 được Yonex tổ chức là diễn ra tại Trung Quốc vừa qua, là tem Lee Chong Wei đối đầu với tem Lin Dan, là mình biết là Lee Chong Wei có chuyển sang sử dụng một cái cây vợt lông mới nữa, đó chính là thành than tia chớp vàng Yonex Nanoflare 1000Z nha. Đó, thì đến Lee Chong Wei còn sử dụng mà, và cái cây này mình đánh mà thấy rất là ngon, thì các bạn nên trải nghiệm thử nha. Rồi, rất là đáng để đánh ở trên sân, trải nghiệm trên sân thực sự rất là tốt luôn. Rồi, qua đây là bài chia sẻ của mình về tổng hợp tất cả những cái cây vợt được đồng hành cùng với huyền thoại rất là nổi tiếng ở trên thế giới Lee Chong Wei, một cái tay vợt là một cái idol của rất là nhiều người, rất là nhiều vận động viên, rất là nhiều người hâm mộ luôn. Với mình cũng vậy luôn, mình rất là thích Lee Chong Wei đánh ở trên sân. Anh ta bao kính sân với những cái pha trượt rất là đã. Và ngoài ra cái quả đập cầu của Lee Chong Wei cũng cực kỳ lực luôn các bạn. Và mình thấy Lee Chong Wei tập luyện thật sự rất là đáng để ngưỡng mộ luôn ha.
Rồi, thì mong rằng qua bài chia sẻ của mình sẽ cung cấp thêm nhiều cái thông tin hay bổ ích cho các bạn xem. Thì các bạn nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh luôn. Đó sẽ là động lực để mình làm các video tiếp theo được hay và bổ ích hơn luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha.